chào mọi người à, dung chúc cho mọi người một ngày đầu tuần thật là vui và làm việc đầy năng suất nhé và uh, trong cái video này thì dung sẽ trả lời uh, câu hỏi của rất là nhiều bạn hỏi dung là uh, đặc biệt là trong cái giai đoạn mà dung bắt đầu ăn tươi cho đến bây giờ thì câu hỏi mà dung nhận được cũng khá là nhiều đó là mọi người thắc mắc và tò mò muốn biết xem là dung uh, để thử nhịn ăn uh, gián đoạn trong một khoảng thời gian dài hoặc là ít nhất là tầm 3 ngày trở lên chưa À, vân vân thì với những cái câu hỏi như thế này thì uh, ngày hôm nay dung không có làm video để trả lời câu hỏi của mọi người mà dung sẽ làm video này để giải thích với mọi người vì sao dung không có trả lời câu hỏi này và uh, lý do dung chọn không có trả lời câu hỏi này không phải vì là dung ích kỷ hoặc là không có muốn chia sẻ với mọi người đâu uh, chỉ đơn giản uh, là dung nghĩ như thế này À, cái việc mà nhìn ăn gián đoạn khi mà chúng ta à, bắt đầu ăn tươi hoặc là kể cả những ai mà không có ăn tươi được nhiều hoặc là những bạn ăn uống bình thường mà muốn nhìn ăn gián đoạn ấy thì cũng rất là tốt nhưng mà cái việc mà có nên nhịn ăn gián đoạn hay không và nhịn như thế nào thì nó tùy thuộc vào cái tình trạng sức khỏe của mỗi người. Không có nhất thiết rằng là ai ăn thô cũng phải nhịn ăn gián đoạn mà ai ăn thô thì cũng phải nhịn từ ít nhất là bao nhiêu ngày trở lên, 2 3 hoặc là 4 ngày trở lên. Cái này nó không có quy định cho bất kỳ một ai cả. Nếu mà mọi người cảm thấy mọi người vận dụng được đầu tiên mọi người nhịn ăn trong một khoảng thời gian ngắn, ví dụ như vài tiếng rồi đến 8 đến 12 tiếng hoặc là có thể tăng lên nhịn nhiều ngày. Nếu mọi người làm được điều đó thì quá là tốt. Còn những ai chưa làm được thì cũng không có sao cả, cũng không có vấn đề gì phải cả lo lắng. Nhưng uh, Dung sẽ không có trả lời là Dung nhịn ăn trong bao lâu và nhịn được bao nhiêu ngày. Bởi vì nếu mà Dung uh, làm như vậy ấy, thì uh, Dung muốn mọi người thay vì tập trung uh, xem tự Dung làm cái gì trong cái quá trình mà Dung ăn tươi, thì Dung muốn mọi người tập trung cho mọi người nhiều hơn. À, lắng nghe cái cơ thể của mọi người nhiều hơn những cái video mà Dung làm để chia sẻ nó chỉ mang tính chất là tham khảo và thay vì dành thời gian để xem Dung nhịn bao lâu hoặc là nhịn như thế nào và khi mà mọi người Dung làm video như vậy thì mọi người sẽ có cái sự so sánh và mọi người thay vì hướng vào bên trong và tập trung cho mình thì mọi người tập trung vào cho Dung nhiều hơn và điều này thì Dung nghĩ rằng là Dung cái điều này Dung hoàn toàn không có muốn Dung chia sẻ cái việc ăn tươi và cái lợi ích của ăn tươi đối với sức khỏe của cá nhân mình và Dung thấy rằng và Dung biết rằng là nó lợi là không chỉ cho mình không mà cho uh, thực ra thì cái uh, uh thức ăn thô thức ăn tươi trái cây rau củ quả tươi sống là thức ăn dành cho cơ thể của con người chúng ta đó là một cái việc thuận về tự nhiên nó không có cái gì gọi là đi ngược lại với xã hội hoặc là bất bình thường hay là gì cả nhưng mà tại vì hồi xưa giờ chúng ta đã quen ăn uống như thế rồi và cái này chúng ta đã bị mất đi cái nguồn cội của mình từ rất là lâu rồi thì bây giờ chúng ta tìm lại mà thôi giống như là mọi người đã đi xa nhà từ rất lâu và không có cơ hội để về quê hương thăm quê hương bà con họ hàng thì bây giờ mình quay trở về cái nơi mà mình sinh ra chỉ đơn giản thế thôi à, đó là cái cách nghĩ của dung để cho mọi thứ nó đơn giản bởi vì khi mà ăn tươi rồi ấy, thì chúng ta cũng không có cầu kỳ à, cuộc sống rất là nhẹ nhàng và đơn giản đi rất là nhiều cho nên nếu mà chúng ta làm nó trở nên phức tạp làm cho cái việc ăn tươi trở nên phức tạp nữa thì cái đó nó không thực sự đúng và cũng giống như Dung hay chia sẻ với mọi người những cái video trước rằng là không phải chỉ có thức ăn chúng ta nạp vào là nó là cái nguồn năng lượng duy nhất đâu mà còn nhiều người, cái nguồn năng lượng chúng ta được lấy từ nhiều nguồn khác nhau nữa. Và à, thực ra mọi người hay nghe nói rằng là cơ thể của chúng ta có chiếm tới 70% là nước đúng không nào? nhưng mà đúng hơn 90% là nước thì đúng hơn và nước nó không chỉ có trong ru củ quả trái cây không à, tươi sống không mà nước nó là chính là oxy chính là cái hơi thở mà chúng ta thở hàng ngày đó cho nên khi à, dung hay nói với mọi người là hãy cố gắng ngoài việc ăn uống ra thì mọi người cũng cần phải tập hít thở thiền và vận động đúng cách để chúng ta gần gũi với thiên nhiên để chúng ta có cơ hội hít thở cái không khí trong lành và những cái nơi mà à, thuận tự nhiên thuần nhi thiên nhiên ấy thì nó sẽ tốt cho cái sức khỏe của chúng ta để đi ra ngoài nhiều hơn nữa ánh nắng mặt trời nữa vân vân đó cho nên mọi người thấy rằng hồi xưa các cái vị mà các cái bậc mà người ta tu hành giác ngộ và đặc biệt là theo cái uh, phương pháp gọi là thiền uh, cơ bản của Phật giáo ấy thì các vị hồi xưa họ không có ăn uống nhiều như chúng ta đâu và tùy duyên ăn cái gì À, có cái gì thì ăn cái đấy nhưng mà họ dành rất là nhiều thời gian cho cái việc tu tập đặc biệt là cái việc thiền định à, và mặc dù là trong cái suốt cái quá trình mà họ à, ngồi thiền như thế trong vài ngày vài tháng à, không có uống nước cũng không có ăn gì cả nhưng mà chỉ đơn giản là hít thở thôi thì nhìn thì cơ thể của họ gầy ốm như thế nhưng mà họ vẫn sống và họ vẫn khỏe mạnh rồi sau khi sau cái giai đoạn mà ừ, tu tập như thế thì họ vẫn trở lại cuộc sống bình thường à, làm cái việc cần làm để giúp người giúp đời và họ ăn uống bình thường như chúng ta thôi chứ cũng không có cái gì cho nên cái việc mà à, chúng ta không có nhất thiết là phải ăn uống à, ngày nào cũng phải sáng trưa chiều tối à, ngày nào cũng phải ăn như vậy một năm 365 ngày ngày nào cũng phải liên tục như thế. Nếu như khi đi làm chúng ta có ngày thứ bảy chủ nhật để nghỉ, có những nơi thì chỉ làm đến trưa thứ sáu để nghỉ thôi à, và những cái ngày cuối tuần thì chúng ta được nghỉ ngơi. À, nếu ch nếu chúng ta cần cái đó thì cơ thể của chúng ta cũng cần được nghỉ ngơi để thay vì nó ngày nào cũng phải làm việc à, dạ dày ngày nào cũng phải à, dành thời gian ra vừa thanh lọc vừa bài tiết rồi vừa tiêu hóa cái thức ăn mới thì nếu như chúng ta nhịn ăn ấy thì nó sẽ thay vì tập trung cái năng lượng cho cái việc tiêu hóa thức ăn mới à, thì nó chỉ tập trung cho cái việc thanh lọc, thải độc và cái quá trình nhịn ăn thì đó là một trong những cái lúc mà cơ thể của chúng ta kích hoạt cái quá trình thanh lọc và thải độc mạnh nhất. Và những người mà người ta nhịn ăn từ 1 đến 2 ngày hoặc là tùy theo có những người thì từ 3 đến 4 ngày trở lên thì lúc đấy cơ thể của chúng ta mới bắt đầu bật lên cái chế độ là thanh lọc và thải độc. Đấy và cái việc mà mỗi một người sẽ có một cái quá trình lịch sử ăn uống khác nhau tình hình sức khỏe điều kiện hoàn cảnh khác nhau rồi họ có bận rộn có thực sự dành thời gian cho mình hay không hay là vân vân cho nên chúng ta không có nhất thiết là phải theo ai cả và cũng không có ép mình phải nhìn ăn nếu như chúng ta chưa thể nhưng với cái trải nghiệm của dung trong một khoảng thời gian đủ không quá dài nhưng mà cũng đủ để cho mình có thể chia sẻ cái trải nghiệm của mình thì dung khuyên mọi người rằng hãy uh, cố gắng uh, nếu nhịn được thì hãy cố gắng nhịn ăn để cho dạ dày của mình được nghỉ ngơi và để cho cơ thể của mình bật lên cái chế độ là uh, thải độc và thanh lọc À, bởi vì trong suốt cái quá trình dài trong nhiều năm ăn uống như thế thì chúng ta không có thực sự cơ thể của chúng ta không có một ngày nào nghỉ ngơi dạ dày của chúng ta không có một ngày nào nghỉ ngơi cả và chúng vừa làm cái việc của chúng đó là thanh lọc thải độc bài tiết thì chúng lại dành thời gian để tiêu hóa thức ăn mà chúng ta nạp vào rồi cộng thêm uh, uh, cái cái lối sống sinh hoạt à, nói chung là chúng ta um, làm cho cái người bạn này rất là mệt mỏi trong một khoảng thời gian khá dài, bạn ấy không có cái thời gian để nghỉ, chúng ta thì có thời gian để nghỉ ngơi, nhưng mà cơ thể của chúng ta thì không. cho nên nếu muốn có được một cái sức khỏe tốt hơn và giúp cho cơ thể của chúng ta làm được cái việc mà nó cần làm tốt hơn để giúp cho chúng ta được sống không phải sống lâu mà là sống khỏe mỗi ngày thì mọi người cần phải cho nó cái thời gian để nghỉ ngơi nữa vậy thì cái việc mà nhịn ăn thì rất là tốt luôn còn cái việc nhịn bao lâu và dung nhịn trong bao ngày thì dung sẽ không có chia sẻ với mọi người mọi người hãy tự trải nghiệm trên chính cái cơ thể của mình và cũng không cần phải học theo dung hay là không cần phải làm theo dung đâu và cái này nó không có cái gì là bí mật cả nhưng mà dung muốn thay vì mọi người dành thời gian để nghe dung hoặc là theo coi thử dung làm cái gì thì mọi người hãy tập trung à, xem thử mình cần làm cái gì cho cơ thể của mình đó mới là cái điều quan trọng mà dung à, rất là vui nếu như dung biết mọi người cũng làm như vậy và xin lỗi mọi người là dung không thể đáp ứng cái câu trả lời cái câu hỏi này được à, và đó là cái nguyên nhân vì sao dung không có trả lời và ngày hôm nay thì dung làm video để giải thích cho mọi người hiểu rõ hơn nhé và à, À, một lần nữa như mọi người biết cái thì à, à, nếu ai đã có xem những cái video cũ của Dung rồi thì biết rằng là à, chúng ta chỉ đơn giản rằng cái việc mà chúng ta hít thở thôi thì chúng ta cũng để sống à, việc mà chúng ta ngồi thì dành thời gian để buông bỏ hết tất cả mọi thứ chỉ tập trung vào hơi thở của mình mình hít vào mình biết mình hít vào mình thở ra mình biết mình thở ra chỉ đơn giản làm cái việc đấy và không cần ăn gì cả cũng không cần uống thôi thì chúng ta cũng đã khỏe rồi à, chứ không có nhất thiết là phải nạp thức ăn liên tục liên tục sáng trưa chiều tối như thế kể cả là cái việc nước uống thì đôi khi cũng nhìn uống nó cũng có cái tác dụng rất là tốt cho cái việc thanh lọc về thải độc và giúp cơ thể của chúng ta được đi tốt à, hay nói đúng hơn là bài tiết về thải độc tốt hơn À, cảm ơn mọi người một lần nữa để luôn dành thời gian để lắng nghe dung và dung hy vọng qua cái video này thì mọi người cũng không có cảm thấy à, thắc mắc vì sao mà mọi người hỏi dung cái câu hỏi là việc nhịn ăn như thế mà dung lâu trả lời như thế và dung cũng hy vọng rằng là qua video này thì mọi người có thể hiểu hơn và dành thời gian cho cơ thể của mình nhiều hơn thay vì tập trung à, cho người khác nhé và cảm ơn mọi người một lần nữa rất là nhiều bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những cái clip tiếp theo ha bye